mình đi nằm mơ mà trong mơ mình ý thức được đây là nằm mơ, thì những tình huống xảy ra trong mơ đó mình hành xử có tạo ra nghiệp thiện ác không? Các cái suy nghĩ và hành động trong mơ đó nó cũng có tạo nghiệp, nhưng mà cái nghiệp đó nó rất là nhỏ nhặt, nó nhỏ đến cái mức mà chúng ta có thể gần như là không có kể đến. Cho nên là, nhưng mà đó vốn dĩ á, là cái chuyện không có nên, nếu như mà trong mơ á, mình làm những chuyện bất thiện. Mà tại sao mình trong mơ mình lại làm những chuyện bất thiện? Là bởi vì ngày thường mình không giữ giới. Xin lấy ví dụ nha. Một vị sư á, mà vị đó thường xuyên suy tư về giới, thì trong mơ, dù cho vị đó nằm mơ cái chuyện là vị đó nằm gần cái người vợ cũ của mình, mà hai người hoàn toàn khỏa thân, thì tự nhiên vị đó vẫn có một cái sự bài xích đối với chuyện quan hệ nam nữ. Trong giấc mơ thì vị đó vẫn nghĩ mình là chồng, vẫn nghĩ đó vẫn là vợ của mình, tại vì khi đó trong giấc mơ không nhớ mình là tỳ kheo, trong mơ không nhớ mình là tỳ kheo, nhưng vị đó vẫn theo bản năng là vị đó vẫn bài xích cái chuyện quan hệ vợ chồng. Hoặc là một cái vị cũng thường suy tư về giới, thì khi vị đó nằm mơ thì tự nhiên là nó có một cái khoản lợi nhuận, nói chung là nó tự thiết kế một cái tình huống, nó tự thiết kế một cái tình huống là vị đó sẽ tham cái món tiền đó, nhưng mà tự nhiên là vị đó lại không có muốn làm, tự nhiên là vị đó lại chột dạ. Rồi hoặc là một vị sư cũng thường suy tư về giới, thì khi mà ở trong mơ vị đó phạm, vị ấy mơ là vị ấy phạm cái tội tăng tàn, thì ngay cả trong mơ vị đó vẫn thường suy tư làm sao để sám hối. Tức là cái chuyện mà ở trong mơ mà mình làm ác á, là do khi mình thức mình không thường suy tư về giới, khi giới hạnh của mình á, lúc thức có vấn đề thì khi mình ngủ á, nó cũng sẽ có vấn đề. Rồi hoặc như á, là một vị miên mật, vị ấy hành thiền á, vị ấy luôn luôn giữ chánh niệm khi thức, thành ra đó là khi vị ấy ngủ á, là vị đó mơ thấy phụ nữ, mà khi vị đó mơ thấy phụ nữ, vị đó ngay lập tức biết đây là chuyện không có nên, đây là cái chuyện sẽ làm hoại thiền, và vị đó tỉnh lại. Thành ra đó, ở trong mơ, ở trong tạng luật có một số chuyện khá là tế nhị mà nó xảy ra ở trong mơ, thì các vị đó mới trình bày lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói là không có lỗi gì cả, nhưng mà Ngài phê bình cái chuyện á, là khi thức á, mình sống không có chánh niệm, mà những chuyện đó, đó những cái chuyện mà bậy mình làm ở trong mơ đó, là hậu quả của cái chuyện mình thất niệm khi mình đang thức. Do đó Đức Thế Tôn luôn luôn đề nghị là hãy luôn giữ gìn chánh niệm, bởi vì người có chánh niệm trong giấc mơ vị ấy sẽ không làm các nghiệp bất thiện.